Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay tiếp tục về rất là nhiều hàng, review cho bác xem qua một chút. Hai cái sản phẩm đó chính là một con vang cơ và một con lưng tiếng của hãng BS Hero. Hai cái sản phẩm này ấy, thì là hai cái sản phẩm mà bán rất là chạy trong thời gian vừa qua bên cửa hàng bên em. Thì cái hai sản phẩm này giới thiệu qua lại cho những em mà đăng ký mới trên kênh của em ấy, thì đây là hai bộ sản phẩm bao gồm một cái lưng tiếng của BS Audio này, mã là V900 Plus, và một con vang cơ có reverb của hãng BS Audio, mã là SV88. Thì hai cái sản phẩm này thứ nhất là được anh em đánh giá rất là cao. Thứ nhất đó chính là mẫu mã đẹp, vì con SV88 này nó hệ thống đàn đẹp nét này, mẫu mã rất là đẹp luôn. Cái thứ hai là cái tiếng của nó hát rất là dễ hát và đầy đủ các tính năng hội tụ ở đây, đó chính là bao gồm có cả cổng quang này, chống hú Bluetooth. Đấy, cổng quang chống hú Bluetooth đầy đủ hết trong cái sản phẩm là BS SV88 này nhá. Trong cái năm 2022 và 2021 ấy, thì hai cái sản phẩm này bên em là bán rất là chạy. Phải nói là chạy, đạt doanh thu chạy nhất trong các loại vang đang có ở trong cửa hàng. Bởi vì là cái sản phẩm này bên em là nó, thứ nhất nó đẹp về kiểu dáng, mẫu mã. Thứ hai nữa là về phần căn chỉnh thì các bác biết rồi. Cái phần vang cơ của nó thì là dùng rất là dễ. Anh em nào chỉ cần giới thiệu qua hoặc là anh em nào chỉ cần gọi Zalo qua cái này, anh em đã có thể là điều chỉnh được rồi. Đây bác nhìn đây, đây là mã sản phẩm này. Thì giới thiệu qua bác cái hãng BS Audio này, những em nào mà mua hàng bên em rồi thì không nói. Thì đây là sản phẩm của công ty BS Audio này. Đây là mã xác thực của hàng công ty. Đó. Mẫu mã này em bán cách đây được 2 năm rồi. Thương hiệu này thì có rất là lâu đời trên thị trường rồi. Tuy nhiên là những cái mẫu mới mà hot trên thị trường thì giới thiệu cho anh em sau. Đây là một trong hai cái sản phẩm này, thì là những cái sản phẩm mà đang hot ở thị trường. Đấy, mà nhìn này, cắm tín hiệu vào nó sẽ lên cái đèn nhé, rất đẹp như này. Kể cả lưng nhá, đây là lưng tiếng này. Lưng tiếng có cái đèn ở đây nhá. Quay camera thì nhìn cái hơi nháy thôi, thực tế là nhìn nó không nháy đâu anh em ạ. Nó chỉ có đứng im thôi, cái đèn này đứng im nhá. Đó. Tiếng rất là hay luôn. Để căn chỉnh về lưng tiếng thì cũng giống như là không, thiết bị không thể thiếu trong các cái bộ dàn của các bác được. Vì là anh em dùng âm ly nhiều ấy, các bác có thể mua riêng cái lưng tiếng này về nâng cấp thêm cái bộ âm ly của bác được. Vì chúng ta dùng có âm ly mà chúng ta có thêm cái lưng tiếng này vào để lọc tiếng rồi để nâng thêm tiếng bass, tiếng chép của nó lên thì nó hay hơn rất là nhiều các anh em nhé. Mà giá thành của nó rất là rẻ. Giá hiện tại hai sản phẩm này hiện tại em đang chào bán cho các bác là, đầu tiên ở đây là cái con lưng tiếng của BS này, V900 Plus này, giá hiện tại là 1.350.000 anh em nhé. Và cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm BS SV88 này, một sản phẩm vang cơ rất là nổi, rất là hot ở thị trường. Đó là cái con này là giá hiện tại em đang chào bán cho các bác là 1.950.000. Tất cả hai sản phẩm này đều bao ship và tặng đầy đủ dây jack cho các bác khi mà các bác đặt hàng. Đó, hôm nay về hàng rất là nhiều, em xếp đống đây. Về hàng rất là nhiều, quay một chút để giới thiệu cho các bác hai cái sản phẩm này. Hai bộ sản phẩm này bán rất là chạy nhá. Một lưng tiếng và một vang cơ rất nổi tiếng. Đấy, bác nhìn thấy. Giới thiệu qua một chút cho các bác em, đây cái nút lưng tiếng nó ở đây, nút reverb nó ở đây này. Ở reverb này. Đây là toàn bộ cái phần echo này. Delay, debit, bass và chung chép của echo. Bên này thì là có bass chung chép của mic, micro này. Bass chung chép của nhạc này, đó. Bên này thì ba cái chiết áp để tăng giảm cái âm lượng của nhạc, của mic và của echo. Đó. Toàn bộ cái mặt đằng trước và mặt kính như cái con lưng này cũng thế. Con lưng này giới thiệu qua một chút là cái mặt trước của nó rất là đẹp này. Mặt phay nhôm màu đen hết nhá. Màu đen hết. Và cái chỗ này nó là kính ra nhìn rất là sang. Về cái cách sử dụng con này thì nó rất là dễ. Thế là đây bác nhìn đây. Có bên trái này là vế bên trái. Có bên phải này là vế bên phải. Và cái con này nó có thiết kế thêm một cái cổng sub bass này. Có nghĩa là dành riêng cho nó sub. Nếu các bác mua một con lưng tiếng này ghép với lại một con âm ly ở nhà thì thông thường cái âm ly ở nhà của bác nó chỉ có cái đường line out thôi, tức là đường line ra xúc điện. Thì nếu như anh em mua cái sản phẩm như là con lưng tiếng này vào ấy thì các bác có thể cắt cốt để nghe trên cái con lưng tiếng này nhá. Đấy, và điều chỉnh cái âm lượng bass nghe trên con lưng tiếng này được. Và lưu ý là khi các bác chạy qua con lưng tiếng này thì cái đường bass ở trên lưng này nó đã có cắt cốt rồi. Và xuống loa trầm điện nó cắt cốt thêm một lần nữa thì tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều so với đường line in à line out ở trên con âm ly. Đó. Đây là cái điều các bác là đến đối cho bác là đối với các bác mua sản phẩm lưng tiếng không thôi.
Còn trên vang này thì đương nhiên là nó sẽ có cái cổng cắt cốt ra súp riêng rồi. Tuy nhiên là nếu anh em trong trường hợp là mua mỗi cái lân tiếng này không thì nó cũng có đường cắt súp ra đây. Và anh em cắm lên cái đường cắt cốt ở trên cái con này. Đây. Bác phải cắm đường cái đường sắp ao này, sắp ao đó. Đây, sắp ao này. Lên cái đường này của nó là chúng ta sẽ điều chỉnh bằng con lân này được. Thì tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều so với anh em cắm đường line ao ở trên âm ly. Đó, đấy là một vài cái phần giới thiệu bên em chia sẻ với các bác xem video nhớ ủng hộ kênh bên em bằng cách nhấn nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh có thể nhấn đăng ký kênh ở phía dưới màn hình.